Phần khuyên thiện của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Bằng tâm ngẫu hứng thừa nhàn theo đòi nghiên bút luận bàn tục tiên. Ta là cư sĩ canh điền lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành. Xa nơi tranh đấu lời danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao tria. Gắn công kỳ niệm sớm khuya, thân tuy còn tục tâm lìa cõi mê. Chỉ toàn gieo giống bồ đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phan. Dạy khuyên những kẻ ngộ ngang, biết câu lục tử dình đàn tứ ân. Ở trần xứ trọn nghĩa nhân, quyết làm tôi Phật gửi thân liên đài. Cầu cho môi đạo hoàng khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần. Sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió giảng sương. Phật đài phượng Phật cái mùi hương, cúi đầu đánh lễ cậy nương đức màu. Từ bi oai lực nhiệm sâu, độ con thoát chúng ưu sầu trần ai. Nam mô Thích Ca Như Lai, ta bà giáo chủ xin ngài chứng minh. Dưới đây lược ta sách kinh, cho trong nam nữ hữu tình thì coi. Lời lành của Phật truyền roi, đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà. Tiếng kệ từ bi quá diệu trầm, diệt lòng tham vọng, diệt thinh âm. Trần gian say đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thuyền trị dục tâm. Phải rõ nghiệp duyên trần câu tàu, nghe rành chánh pháp thoát tà dâm. Phù sanh nhược mộng đời lao khổ, tình trí tu thân khoái lạc lắm. Hào quang chư Phật rồi mười phương, đạo pháp xem qua chớ gọi thường. Chuyên chú nghĩ suy từ nét dâu,
cổ công gìn giữ tánh thuần lương. Lòng quan ai xót thương nhân chủng, bụi lũ lăng Phật giáo suy đồi. Kẻ tu hành ai nỡ yên ngồi, mà sớm kể chiều kinh thông thà. Mình đã gặp con thuyền Bát Nhã, có lý nào ích kỷ tu thân. Phật tổ xưa còn ở nơi trần, ngài gắng sức ra công hoằng hoa. Nên đại đạo lưu thông khắp cả, bậc tiên hiền đều trong Phật gia. Rèn dân bằng giáo thuyết bình hòa, dòng bác ấy gieo sâu vô tận. Sao nhầm bụi phong trào tấn tấn, đua chen theo vật chất văn minh. Nên ít người khảo xét kệ kinh, được dắt chúng hữu tình thoát khổ. Thêm còn bị lắm phen dông tố, lời tà sư ngoại đạo gieo vào. Cho nhân sanh trong giả nung nao, chẳng dình chặt gương xưa mạnh mẽ. Dùng thế lực dùng nhiều manh khóe, cam dỗ người đặng có khiến sai. Chúng nằm không hưởng của hoành tài, để khốn khổ mặc ai trói kề. Mặt thấy rõ những điều tồi tệ, tai thường nghe lắm giọng ru người. Thêm thời này thế kỷ 20, cổ số xếp thần quyền cho hết. Người nhẹ dạ nghe qua mê mệt, rằng nên dùng sức mạnh cạnh tranh. Được lợi quyền lại được gian danh, bài xích kẻ tu hành tác phước. Làng sông mấy nhiều người đón rước, dục dân tâm sôi nổi tràn trề. Cổ tục nhà phi bán khinh chê, cho tôn giáo là mùi thuốc phiền. Ai ném vào ác là phải nghiền, chẳng còn lo trang do đấu chinh. Lấy sắc thân dẹp nội bất bình, bỏ đức tin của câu nhân ngà. Dầu ai có bền gan sắt đá, cũng động lòng trước cảnh ngựa nghiêng. Đạo diệu màu gặp lúc trung chuyên, phận môn để phải lo dung quen. Tâm sức nhỏ còn làm nên kiến, người không lo có thẹn hay chăng.
cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng. Giới tinh nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đồng dẹp bớt âm thinh sắc tướng, lo chân hưng Phật pháp mới là, nói cho đời hiểu Phật Thích Ca, lòng tự giác xả thân tầm đau. Ta cũng chẳng hoàn toàn thông thạo, nhưng phân cùng bốn đạo xa gần, có một điều già trẻ ân cần là phải biết nguyên nhân Phật giáo. Hồi thế kỷ khoảng trong thứ sáu, trước kỷ nguyên Tây lịch thời xưa, Pháp giáo chưa biệt lập tam thừa, thuở Trung Quốc nhà Châu Chiêu Đế, bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La Vệ, có đức vua Tịnh Phạn Nhân Từ, khắp thần dân lạc nghiệp an cư, trên chúa thẳng tôi ngay phò ta. Đức hoàng hậu Ma Gia phong nhã, sắc đẹp giường ngọc thốt hoa cười, một hôm kia vẻ mặt vui tươi, đến trước bệ tâu cùng thánh thường, rằng thần thiếp nhờ ơn chung hưởng, của hoàng gia cũng được vinh quang, kể từ nay thiếp muốn an nhàn, dưỡng tâm trí lần xa thế trượt, chẳng phiền kẻ hầu sao đón trước, chỉ trừ người ý hiệp tâm đầu. Xin một điều ở chốn long lâu, tập đức tánh khoan dung đại độ. Tranh tất cả những điều thô lỗ, chẳng ưa gần kẻ bảo ngang tàn, thiếp cúi đầu ngưỡng vọng thiên nhan, phê cho thiếp những điều xin ấy. Vua nghe xong vội vàng đứng dậy, bèn chuẩn y tỏ ý vừa lòng, ba tấu thêm ở trước đền rồng. Xin thành thượng báo dung kẻ khó, lòng yêu dân vì như con đò, tội giảm tha đói giúp cơm tiền, cứu dân nghèo trong lúc đạo điên, lấy đức rậm bùa trong ba thanh. Vua hứa chịu giúp người đói lành, bà lui về cung điện nghỉ ngơi. Đêm trăng thành gió mát thành thơi, tiết hòa thuận khắp nơi hoa nở. Đức hoàng hậu trong lòng hân hở, giấc chim bao bà thấy lạ lùng. Bạch
tương từ ở chúng không trung. Bỗng xa xuống mình bà hối hả, vừa tỉnh giấc mơ tiên mới làng. Khắp phòng quê thơm nức mùi hương, bà rảo chân bèn bước đi ra giường. Truyền thị về thỉnh vua lại đau, vua y lời đến nơi quá thầu. Lại gần bà sao rất quái kỳ, tay chân bèn run rẩy một khi. Muốn quỳ xuống mắt giường tâm tôi, tiếng thần tiên trên không ca trời rằng: ta mừng vua hữu thiện căn, sắp có con thế giới chẳng bằng. Sao người ấy lập nên đạo càng? Vua nghe xong cúi đầu bái tạ, liền phán cùng hoàng hậu Ma Giang: có việc chi vội vã dời ta? Kha nói lại đầu đuôi tường tất. Bà thuật rõ chim bao trong giấc, xin vua vời ít kẻ bạn giùm. Các thầy bạn được lĩnh vào cung, nghe xong xả tâu rằng điềm quy. Ngài thâm thoát đông qua hạ chí, bà trổ sanh thái tử đẹp tươi. Mặt trang nghiêm khi phách hơn người, vua cùng khắp thần dân mừng rỡ. Họ Thích Ca từ đây cũng ngờ sẽ có người nối nghiệp hoàng gia, liền đặt tên là Sĩ Đạt Ta. Cả triều chính treo qua yên ầm, có nhà sư cách đi thành mấy dặm. Thường ở ăn trong sạch hiền từ, lòng thẳng ngay chẳng có vị tư. Đời thanh tịnh gìn theo đạo lý, ông lại được thần tiên dẫn chỉ. Hiểu thiên cơ thâu mối diệu quyền, ông là người Bà La Môn Tiên. A Tư Đà Tiên hiền tên Lào, thời buổi ấy vua người đạo. Bèn vào chầu tâu trước bệ rồng, xin vua cho ông bước vào trong. Được yết kiến tử hoàng luôn thầy, ông xem xong bỗng liền xa lầy. Vẻ mặt buồn chẳng thốt nên lời, thấy lạ lùng vua bước tới nơi. Bèn phán hỏi bảo ông phân rò, trước cung điện ông liền bày tỏ rằng: tứ hoàng chừng được thành nhân, lìa đền đài khổ cực chánh sơn. Tìm đạo lý dắt diệu sanh chung, ngài sẽ được thế gian ca tùng. Chắc phần ngài quá Phật vẹn tròn. Buồn vì tôi tuổi lớn sức mòn, chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết.
Cả hồng trần đau thương thông thiết, nhờ Ngài mà giết nẻo luân hồi. Vô phước nên tuổi bấy phần tôi, chớ chẳng có điều chi lo Ngài. Đức Hoàng hậu đến ngày thứ bảy, dứt nợ trần nên vội quy tiên. Có bà gì thay thế mẹ hiền, dùm săn sóc trong nôm thái tử. Khi lớn lên cho người dạy chữ, lúc vào trường chẳng học mà thông. Buổi trưởng thành vua vẫn hằng mong, cho thái tử đừng lìa cung điện. Hội triệu thần các quan lửa tuyển, nàng du gia được chọn kết hôn. Vua nghĩ rằng muốn tâm yên ổn, chọn cung phi mỹ nữ làm tròn. Cất đền đài lộng lẫy đẹp to, ngày ca múa đêm bài lơi làng. Lòng thái tử cũng không siêu ngã, ra khỏi đền vui ngoạn một khi. Buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tay nương gậy chông. Ngài xem qua lòng bèn cảm động, lần thứ hai thấy kẻ ốm đau. Xét cõi trần trong giả heo xào, chi xiết nổi núng nao cõi tàm. Lần thứ ba xe lìa khỏi trạm, được trông nhìn kẻ chết đang khiêng. Về đền đài cảm xúc buồn riêng, hằng để trí tìm phương giải thoát. Lần thứ tư vừa đi dạo mát, bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm. Nào về đâu trời đã ứng điềm, mày giả tăng sĩ gửi lòng thái tử. Ngài hiểu rõ ấy là phận sự, phải xuất gia tầm đạo mau mau. Liền quay xe trở lại lấy trào, xin vương phủ lánh xa mùi thê. Vua buồn thảm dùng lời khóc kể, rằng cha già biết cấy cùng ai. Khuyên con nên ở chung điện đài, lo nối nghiệp sau tu chẳng muộn. Lòng thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya len trốn vào rừng. Lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xa sông pha bờ bùi. Ngài thuở ấy nên 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì. Trải bao phen lao khổ xiết chi, sao ngài đến rạch ni liên thiền. Thấy cỏ hoa cảnh bắt đi tham thiền, ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy. Đạo gần đất ma vương theo quay, dùng thần thông nghị lực phá tan. Ấy mới vừa đắc
đảo hoàn toàn, và lần bước phố trương độ chung. Ngài bèn xét ở trong Phật chúng, các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng giải tàn, nên quay lộn ta bà quái khổ. Lòng thương chung thuyết phương tịnh độ, đặng dắt diều tất cả chúng sanh. Nếu như ai cô chỉ làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dường. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi, xét cõi trần sống khổ giác trôi, vô lượng thứ ở trong thế giới. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tốt chầu, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen bao nặng mùi, nào ai rõ cái vui triệt đau. Vì phần ta rất yêu mến đạo, chẳng nể chi trí xiển tài sơ, lấy lời xưa kết lại ít tờ, cho thiện tin rồi nhàn xem xét. Dứt mê tâm, dứt điều hận ghét, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chi hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo, khổ ta bà nhiếp lại tám phần, bởi chúng sanh mang lấy xác thân, đoạn thứ nhất sự sanh là gốc, vào bụng mẹ chung quanh bao bọc, mới có khác nào ở chốn ngục tù. Buổi mẹ đau quyết kiệt hình thu, lúc mẹ đói giường treo lòng bồng, ta kể sơ những điều bi thống, mẹ no cơm chật chội khó khăn, khi ra đời đau đớn vô ngần, cất tiếng khóc nếm mùi dương thế. Đoạn lão khổ thứ nhì xin kể, từ trẻ thơ đến tuổi thành nhân, hết tráng cường đến lúc mòn thân, răng lần rụng lưng cong gối mỏi, nằm đi đứng đỡ nâng chống chọi, thử nghĩ coi lao nhọc cùng chăng. Đoạn thứ ba ma bệnh làm nhân, đeo hành hạ sát thân ngu uế, bởi thời thế chuyển xây biến thể, thêm muốn ăn chẳng được điều hoàng, là nguyên nhân căn bệnh phát ra, thân càng
độc hôn mê nhức nhối. Cơn bệnh hoạn càng không tránh nổi, còn mang thêm tật nọ tật kia. Rồi từ đây đến lúc chia lìa, đoạn tử khổ thứ tư phân dài. Trên dương thế hữu hình tắc hoài, có sanh ra khổ hải đâu chừa. Trải bao phen dài gió dầm mưa, ngày kiệt sức quyền thân tan nát. Gần hấp hối tâm thần sao xác, trí dần dở kinh sợ vô cùng. Rồi mòn lần đến lúc lâm chung, giả cõi tạm theo đường tội phước. Nhiều phương thuốc ngừa sao ngăn trước, mà cũng không thoát luật tuân quần. Dẫu ẩn nơi cùng cốc thâm sơn, chẳng trốn lanh tử thần cho khỏi. Đoạn thứ năm nghĩ suy tìm toái, cầu chẳng thành những việc thích ham. Người trên đời ai cũng lòng tham, muôn phước thọ phẩm hàm tiền của. Nào vợ đẹp hậu sinh lạ lúa, không được thì bực tức ưu phiền. Cả tâm thần đều đứng đảo điên, vậy có phải khổ hay là chẳng? Đoạn thứ sáu biệt ly cay đắng, người mình thương bóng lại chia lìa. Khi khóc than nước mắt đầm đìa, lúc trong nhớ ruột tầm chua xót. Ở thế gian mấy ai thoát lọt, nở gia đình đeo đấm căn duyên. Cơn nguy nghèo thân thể trung chuyên, kẻ lưu lạc người chờ trong mày. Cuộc tan hiệp hiệp tan ân ái, đến xong đời để lại sầu ưu. Cái khổ này dầu lâm trí mưu, cũng chung chịu như người tâm tôi. Đoạn thứ bảy khổ oan tăng hồi, hễ thương nhau tất có ghét nhau. Thường tranh đua tiếng thấp lời cao, chẳng nhẫn nhịn thành ra cừu oan. Muôn cảnh xa đừng trong tâm vàng, cứ gặp nhau mắt tựa kim châm. Làm cho người đau đớn âm thầm, khổ như thế diễn ra mãi mãi. Đoạn thứ tám ưu sầu lo ngại, cuộc tan thương dấu bể cánh trần. Nghèo thì lo một nỗi nở nần, người lo đau đói liệu cơn nhà rách. Buồn duyên số phận mình nhớ sạch, rầu gia đình chúng bạn khinh cười. Dạo thì lo chen lấn với người, liệu cho được đầy gương đầy tù. Của dương thế gốc tôm bảo thủ, sợ gian phi trộm cướp rình mò. Lo tước quyền cho được thông tho, sợ kẻ khó thiếu tiền chẳng trả.
ôi cả sang hèn chẳng ai thông thà. Sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đảnh giữa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen bao. Thần thức nhập thái sen tinh hầu, nên khỏi màng lo nỗi khổ sanh. Thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi vì khổ lao. Thể thanh tịnh thường không quyên náo, hết lo toan nắng lạnh vô mưa. Khổ bệnh kia bởi đó mà chừa, ta thoát cuộc lao đau vì nó. Đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tấm an nhiên bất diệt trường tồn. Tự thần kia đâu dám bắt hồn, mày thoát luân chuyển khỏi đeo khổ từ. Cuộc ý thật muốn chia đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai, trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quá khổ mưu cầu bất đắc. Cả hai chúng thải đều vững chắc, toàn dân lành đâu có đánh đo. Dứt ai ân quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Chữ hòa thuận kể sao cho xiết, tâm đồng nhau thượng thiện vui vầy. Cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngã. Sẵn vị ngôi rành phân thượng hà, khỏi khổ câu oan ghét để gặp nhau. Thân tâm thường trụ hết rác rào, chất thô trượt tiêu tan mất cả. Cõi tình độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chốn ta bà tím lũng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Mau thức tỉnh tu thân kéo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kính trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tinh hận hờ, chừng quả đến e cho khó tranh. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kéo phủ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sóng thuyền giác rước đưa sanh chung. Trong một nước nhân tài hữu dùng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Quyết trao thân tánh hành cho bền, niềm ân nghĩa toan đền dứt nợ. Áo sen bảo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát bồ đề vững chắc. Giữ đừng cho ma vương dần dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng. Thân thất
tình giữ vẹn đạo trung. Trừ lục dục chớ cho ô nhiệm, thập tam ma diệt bằng tri kiếm. Rứt xong rồi vô sự thanh thơi, biển hồng trần lao lìa diệu vơi. Xô đẩy mãi trong dòng ngũ trượt, thân hôi tanh mùi rùi đón rước. Thêm nhọt u ghẹ lát phun cùi, đâu lúc nào toàn vẹn yên vui. Là kiếp trượt ta xin kể trước, dòm việc quay ngắm đều báo ngược. Mắt trông vào những chỗ đê hèn, nào được xem cảnh bao đài sen. Nghĩa kiến trượt giải ra như vậy, trí vẫn dơ tường đo nhớ đây. Thiết mưu kê toán bàn thắng thôi, ghi thù quán chướng đều đắp đôi. Nên ma phiền não trượt đắm sai, chuyển luân trong nhân vật các loài. Căng mờ ám làm điều giải dột, chúng sanh trượt ta đã kể nốt. Còn thứ năm là mãn trượt trung, số giàu sáng quả phước bân cùng. Giao hoa nguyệt thông dung cầu thà, ưa đẹp mắt mến điều mới là. Sáng quay quyền hối lộ gần xa, nghèo á vua bỡ đỡ nịnh tà. Khó trộm cướp cũng là nhớ sâu, nguyện cùng Phật dứt duyên trần câu. Phải trừ thêm thập ác quyền thân, khuyên nữ nam suy nghiệm ân cần. Ác nơi khẩu nhất là lưỡng thiệt, với người này dùng lời tha thiết. Đến kẻ kia đâm thọc cho gây, khá chùa đi hương đang bớt rầy. Dùng sự thiết giải bài tâm trí, người choáng nhau tại mình giá gì. Mà cũng không hưởng được lợi danh, sao rõ ra chung lại ghét ganh. Chiếu cảm quả bất lành thêm nữa, ác thứ nhị ý ngôn chất chứa. Đời cho người lầm lỗi xéo dài, của tiền nhiều tử phủ rằng hay. Chủ ý thế nhiếc xài kẻ dưới, lắc lẻo chi có ba tất lời. Quan ý khôn mạt sát dân ngu, nghèo ý lanh láo sượt lu bù. Ôi thấy thế lòng đau tựa cắt, khuyên ba tánh giữ gìn cho chặt. Đừng để cho quỷ dắt đường công, dùng từ ngôn nói tận đáy lòng. Mà dầu trên dưới cũng không mấy khác, chúng vô phúc đời nay dốc nát. Người khôn ngoan chỉ dẫn mới là, lời trang nghiêm em ai thốt ra. Đừng bao biếm mới là nhân thiền, tới ác khẩu thứ ba bài biền. Tiếng tục tằng thô lỗ hung hăng, nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng. Chẳng kể đến luân thường thảo hiu,
hâm đánh giết những người hèn yếu hiếp xóm chòm cô bác chẳng kiên. Trong gia đình chửi rủa liên miên, hết dương thể kêu sang thần thanh, chẳng kiên nể Phật trời thương canh. Gọi long cung mời thỉnh tối ngày, đời ám u tội trạng tham thay. Khuyên ba tân ba gia ráng bò, gương tổ phụ còn rối lại đó. Sao không theo nề nếp gia phong, chứ thánh thần đâu có mất lòng mà kêu réo đông tây nam bắc. Mấy câu trên toàn là rồng rạch, những đàn bà khe khắc cháu con, kể từ nay phải giữ cho tròn. Không chừa đức ác mang tay ách, lửa lời tiếng dịu dàng trong sạch. Khi thúc ra đoan chánh hiển từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đâm. Ác giọng ngữ thứ tư cũng cấm, nói thêm thừa quyển hoặc đủ điều. Ghét người thời kiếm chuyện dệt theo, thường diễn lẽ thấp cao bào chưa. Đời bất công mấy ai xem sửa, trên điêu hoa dưới chẳng phục tầm. Khuyên nhân sanh lấy lẽ chỉ công, mà ăn ở nói năng chân chất. Phật từ bi độ trong nhân vật, là luật kinh giải rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn dưỡng tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó rước. Người dương thế chẳng ngựa bốc xước, Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn. Đã tu hành đừng có bôn chôn, tưởng hay giỏi khoe khoang tài can. Người hiểu rành mới càng thêm chán, chi bằng ta bỏ lôi trơ treo. Nói với ai cũng phải lựa điều, đừng trao chát cho người khinh về. Ác tà dâm thứ năm càng tệ, chúa hôn mê chim đoạt thế thần. Làm đảo quyền tất cả quốc dân, tội bất chánh hoàng cung dâm loạn. Tội ác ấy diễn nhiều thảm trạng, từ xưa nay trời đất đâu dung. Giàu của nhiều dâm hiếp bận cùng, hoàng lân thế dâm ô dân khó. Trai liệu lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trinh hại tiết nữ nhân. Gái lặng lỡ tiên quyền lợi đờn, qua có chủ đèo bồng tình mới. Cất tiếng gọi nữ nam ơi hời, bỏ những điều điếm nhục tông môn. Đứng nam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu gìn theo đạo lý. Hàng phụ nữ gương xưa nói chí, những mẹ hiền dâu thảo roi truyền. Niệm Phật mà gây lấy thiện duyên, cho đẹp mặt
tổ tiên nòi dâm. Thờ Phật đạo tính cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phong quang minh. Ráng hiểu rành tiếng kể lời kinh, ác thứ sáu ấy là đạo tặc. Lấy của người sấm ăn sấm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi. Phá lương dân giả luôn bội hồi, ngày làm lũng đêm lo gìn giữ. Trôn pháp luật tập tành đủ thứ, nào đào tường khoét vách khuân đồ. Tội chập chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi. Nay đuốc huệ tự bi đã rồi, vào thân tâm những kẻ gian phi. Hãy tu thân chừa thói vô nghì, của phi nghĩa làm chi sống truyền. Luật nhân quả thật là cao viền, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chỉ có ngày thông thà. Ác thứ bãi sát nhân gây già, tánh lung lăng đâm chém chặt bầm. Chấp chứa điều hung dữ trong tâm, chờ đắc thế ra tay hạ sát. Giết đến đây động lòng rào rạc, gặm nhiều người bối bạc thâm ân. Nào kể chi là đạo quân thần, tôi giết chúa con đành sát phù. Lúc nguy cơ tớ mong hại chủ, trò giết thầy tội ấy đáng không. Thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau sâu xe. Cùng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau. Tranh lợi danh giết lẫn đậm bào, tình nhân loại phân chia yểm bách. Giết sanh vật đầy lòng kiêu cách, tưởng rằng mình như thế là ngoan. Khuyên ba già ba tánh biết đàn, chớ sát hại mạng người như thế. Bất giết vật đặng mà cung tế, gặm thánh thần đâu có tư riêng. Rồi ốm đau bởi tại căn tiền, hoặc hiển kiếp làm điều báo ác. Phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc than khẩn với Phật trời. Nguyện sửa lầm ác Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xà. Đấng thần minh công bình trực già, đâu ăn lo đổi quả làm mai. Mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều quả phước ấy cơ bao ưng. Chẳng biết thân còn toan chưa đừng, quả bất lành chưa trả dây thêm. Cầu cho đời sống lặng gió êm, đặng ba tánh an nhàn tu niệm. Ác thứ tám là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế một mình.
Tham nhà cao cửa rộng thân vinh, tham vườn rộng cò bay thành kiên. Thay của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi. Sẵn tuổi tham bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt cũng là dòng chưa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sữa, của thế trần như mật dính dao. Trẻ tham ăn cây miệng liếm dao, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Tham của tạm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường vướng nạn eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Lúc tận số nằm trơ một xác, gầm kim tiền bối bạc bất tài, không làm cho ta được sống dài. Lại chẳng bước tiện đưa một bước, thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt. Nghĩ lo dùng trầm cõi phước về sau. Muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí diệt lòng ích kỷ. Tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trận như bọt nước lằn mây. Thân ta còn dài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Ác thứ chính hận sân luận tiếp, lửa trong tâm chẳng đốt mã lừng. Nổi lôi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà toan giữ trước. Tỉnh sân nổ thường làm báo ngược, nên loại người ở cõi thế gian. Giận hờn nhau thù oán dây tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Hơn tự đắc khoe khoang giống sức, phải bị người hèm khích ghét ganh. Thua hổ người làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ oan oan tương bao. Trong cơn giận kể vì nhân đầu, tỷ như con cọp giữ trong rừng. Gặp thịt toàn câu xé từng bừng, phấn từ mạnh mới là há già. Diệt được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thực hành đi đừng có ngại ngùng, mày tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuân. Và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đang tính đầu Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Ác thứ mười đoạn chót mây si, nguyện tâm tôi từ đời vô thì. Mạng vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhẫn ngụy làm chân. Lo quyền thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Dệt lưỡi nghi đeo điều phiền phức, bệnh rỉnh đời cực khổ tan thương. Khi nói làm ít
chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác diệt mê si phải nương thuyền giác. Muốn việc làm chính trực khôn ngoan, đừng bà đâu tin bướng nghe càng, làm ngu mũi đọa thân uổng kiếp. Ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho. Trồng cây lành dĩ quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Dầu ai có cười ta khờ khật, cũng đừng phiền sao lãng chân tâm. Mong tiếng kêu thâu đến tầm lâm, cùng thiện tinh ba già hưởng ưng. Muốn Phật giáo từ đây bền vững, đừng riêng lo lợi dưỡng một mình. Nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đào. Chớ giả dối mà mang sắc áo, mượn bồ đề chuối hột lòe người, làm cho dân khinh dễ ngạo cười. Tội lỗi ấy luật nào dung thư, tu còn ham chay to đám bự. Đặng thập phương dân cúng bát tiền, dối rằng lo tu bổ chúa chiền, mà làm của xài riêng cho thỏa. Bảo làm sao dân không xa ngã, nghe lời rù tâm nọ phái kia. Cả tăng đồ trong nước chia lìa, riêng pháp bảo riêng chùa riêng Phật. Trong ba tánh sầu thành chất ngất, mãi nghi nan chẳng biết đàn nào. Lòng mến yêu chẳng nể công lao, mượn bút mực đôi lời trần thuyết. Tùy thiện tính hiểu ta giá thiệt, làm hay không chẳng dám ép này. Nguyện mười phương chư Phật đạo lai, đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát. Phần kệ đêm thanh hiên nguyệt giữa kề, nhìn xem thế sự não này tâm can. Từ ta nương chúng Phật đàn, dứt tâm trần câu chẳng màng vinh quê. Trần hoàng thiện tính còn mê, thêm lời dục thúc gọi về đàn tu. Dốc lầm dạch ngút mây mù, đặng diệu ba tánh đường tu chen vào. Lời thầy càng tỏ âm hao, để truyền hậu thế vàng thao lọc lừa. Tu cầu thuận gió hòa mưa, an hòa nhân vật phước thừa trời ban. Tu cầu thoát chốn gian nan, cầu trong chữ quốc chữ ban giao hòa. Tu cầu yên nước lợi nhà, cửu quyền thất tổ diêm la thoát hình. Tu cầu Phật qua tánh tình, lưỡi mê chẳng buộc nhẹ mình tiêu dao. Tu cầu cửa Phật đặng vào, gót sen thông thả xiết bao thanh nhàn. Tu cầu bệnh tật
tiêu tan. Từ bi hỷ xá Phật ban phép lành, tu cầu thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe. Cõi trần đừng đâm ngựa xe, đeo tuồng mỏng quyển lập lòe sắc hương. Tu cầu trăm họ hiền lương, đồng thinh niệm Phật tai ương chẳng còn. Tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Tu cầu thoát khỏi xích xiềng, giữa cày chữ Phật xa miền trần lao. Tu cầu trong hết binh đau, gặp đời bình trị xiết bao vui dày. Mắt nhìn chư Phật đông đầy, thành vàng điển ngọc trò thầy đăng thiên. Ai mà muốn đặng phước duyên, nghe lời khuyến thiện lòng liền phát tâm. Tu cho rõ mối quyền thâm, quỳ đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn. Phước đức quý hơn bát vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì. Chỉ bằng ăn ở nhu mì, nghe lời Phật thanh kính vì người trên. Hiếu trung lòng chớ vội quên, sống cho trọn đạo thác lên tiên đài. Nam mô miệng niệm hằng ngày, lánh lời vua mì học rài kệ kinh. Trao tâm luyện tánh cho mình, chuyện lo niệm Phật sửa mình cho trơn. Lòng tai nghe rõ tiếng đàn, không dậy không phim oán hờn cũng không. Đàn tây rồi lại đàn đông, trách trong ba tánh gặp sống quên nguồn. Phạm trần như chỉ rối cuồng, mà còn sai đắm ra tuồng lặng lơ. Lời lành mắt lấp tay ngơ, đua theo vật chất hẳn hờ đàn tiên. Hố sâu tình dục lại ghiền ghiền, cho đến lúc chúng khiên quan tài. Nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non. Chỉ có tội phước hỡi còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều tiếng cầm lên rài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thảm thế. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tính toán. Ngày nay sớm đến Phật đàn, tu cầu chữ Phật cứu an linh hồn. Tội tiêu phước hưởng trưởng tồn, không còn mắc nẻo dài khốn luân hồi. Thấy đời khó nổi yên ngồi, thêm lời thầy nhắc một hồi thấp cao. Nữ nam muôn rõ âm hao, ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Nam mô sám văn hội thương Phật Bồ Tát. Ngôn từ
đạo hành ý thầy khuyên. Hành đức ân cần ráng tập chuyên, thất tổ cửu quyền nơi chính xuôi, mỉa mai xa lạnh sáu đường duyên. Vô thường thầm thâm dị ý truyền, danh ngôn chép đầy rạch đàn tiên. Cư gia tịnh độ tâm viên màng, sĩ xuất văn từ dốc dài khuyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.